ngày hôm nay là vẫn còn Tết đúng không? Thì Mèo ở nhà ăn bánh tét với gia đình, bánh tét thiên chuối. Thì em các bạn hỏng ngày nghỉ Tết như thế nào rồi có thể chia sẻ với Mèo ở inbox hoặc là comment nha. Thì hôm nay trước khi Mèo ăn sáng thì Mèo sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu về hôm nay mình sẽ nói về cái list to do của năm mới. Thì theo Mèo biết là các bạn hay là ngay cả bản thân Mèo hay là các bạn thường sẽ đầu cuối năm cũ hoặc là đầu năm mới sẽ list ra một cái danh sách những cái điều mà mình sẽ làm mà mình muốn làm ở trong năm mới. Thì cái list này của Mèo không phải là list to do nữa, mà to do tức là những cái gì nó nhẹ nhẹ, nó có thể làm, nếu như học thêm một ngoại ngữ hay là học thêm một môn thể thao, tập một môn thể thao, tập một loại nhạc cụ vân vân vân, thì cái đó mình nghĩ đó là list to do. Còn này là list one to do, tức là muốn làm, còn làm được hay không là nó còn phụ thuộc vào cái những cái hành động và là cái ý chí của mình nữa. Tại vì tức là cái cấp độ của nó ở cái mức là giống như là ước mơ và đam mê của năm mới hơn. Thì Mèo có 5 cái nằm trong list 1 to do của Mèo năm 2019. Mèo chia sẻ với các bạn và hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng Mèo năm 2019 để mà ủng hộ, động viên và góp sức để mà Mèo có thể sớm hoàn thành được những cái list trong những cái việc trong cái list 1 to do của năm nay. Tại vì cũng những cái này nếu mà để mà nó trở thành hiện thực được thì phải cần rất rất là nhiều cái sự đồng hành và ủng hộ của các bạn dành cho Mèo. Thì thứ nhất, chắc là Mèo sẽ chia sẻ kỹ về cái việc công việc mới của Mèo ở năm mới hơn. Thì Mèo cũng đã chia sẻ sơ trên Facebook, mà chắc là có lẽ các bạn trên YouTube nếu mà không có các bạn Facebook với Mèo nhiều thì sẽ không biết cái kế hoạch cũng như là Mèo đã có cái sự chuyển đổi về công việc trong năm mới. Thì chắc là cái việc này Mèo sẽ nói vào cái ăn sáng với Mèo ngày mai. Nhưng mà vì ở cái chọn vị trí của công việc mới của Mèo đòi hỏi Mèo phải cố gắng và phát triển nhiều hơn, cũng như là ở bên đó cần những cái chương trình gây được tiếng vang hơn, thì Mèo đặt ra cái list one to do của Mèo ở cái first luôn, cái đầu tiên luôn á, là Mèo sẽ làm được một cái show hay là phim phải gây được tiếng vang ở cái nơi mới mà Mèo sắp đảm nhận vị trí mới mà Mèo sẽ chia sẻ vào ngày mai. Đó là vị trí đầu tiên, tức là sẽ cố gắng tìm viết sáng tác ra một cái format mới, một kịch bản mới để mà có một cái sitcom hay là một cái phim hay là một cái game show gọi là có được một chút xíu tiếng tăm. Không dám nói là sẽ sánh ngang hàng với Dòng Mãi Dòng Ai hay là Thách Thức Chinh Hà, nhưng mà Mèo sẽ cố gắng hết sức để mà có một cái game show gọi là nhắc tới thì các bạn nhiều người sẽ biết đến. Đó là cái đầu tiên trong cái list one to do của Mèo năm 2019. Cái thứ hai, cái này là rất cần các bạn đồng hành và cố gắng cùng Mèo, đó là Mèo đặt ra một cái nhẹ nhẹ thôi, đó là Mèo hy vọng là cái kênh của Mèo, kênh YouTube của Mèo TV trong năm 2019 sẽ được 100.000 sub và sẽ lấy được nút bạc. Có tham lam quá không ta? Nhưng mà nói chung là mình phải đặt ra cái kỳ vọng, một cái target nào đó để mà mình cố gắng và phấn đấu đúng không? Thì Mèo hy vọng là ở cái điều thứ hai trong cái list này sẽ là cái mà các bạn sẽ hết sức dốc lòng ủng hộ và cố gắng cùng Mèo. Các bạn có thể share kênh của Mèo về Facebook, có thể truyền miệng để mà kêu gọi bạn bè coi của Mèo TV đi, coi bạn Mèo đi rất là dễ thương, hay là nói chuyện dễ thương, hay là cái suy nghĩ gì đó. Hy vọng là những cái suy nghĩ, cách sống, cách làm việc và những điều Mèo chia sẻ sắp tới trong thời gian tới này sẽ là tìm kiếm được thêm nhiều bạn cũng đồng hành, cũng cùng ý tưởng, cũng cùng cách sống, cùng quan điểm với Mèo, sẽ đồng hành cùng Mèo trong năm nay nhé. Thì đó là điều thứ hai. Còn điều thứ ba này là Mèo, đó là công việc mà Mèo muốn, và Mèo cũng nghĩ rằng những cái này, những cái mà Mèo muốn làm ở điều thứ ba này nó cũng sẽ góp phần để mà đẩy cái điều thứ hai nó đến nhanh hơn, đến sớm hơn, hoặc là nó đến đúng deadline cũng được. Đó là Mèo đã có ý định có cái đề cương tổng thể ở cái cho mình, đó là Mèo muốn sẽ ra được vài cái series phim hoặc clip parody hoặc là phim ngắn, phim dài ở trên kênh YouTube của mình luôn, của kênh trên kênh của Mèo TV luôn.
thì mèo rất may mắn là mình có khả năng viết kịch bản đó. Thì kịch bản thì không cần phải bơi hay mượn của ai rồi, thì mèo sẽ viết kịch bản và mèo sẽ nhờ những cái bạn KOL, những bạn diễn viên, những bạn talent mà yêu thương và đồng hành với mèo, cũng như là mèo sẽ tìm kiếm thêm những gương mặt mới, những gương mặt triển vọng có thể chưa xuất hiện ở bất kỳ kênh nào, để đồng hành và cùng với mèo phát triển những cái series phim mà mèo tự viết kịch bản và tự làm đạo diễn nhá. Nên mèo hy vọng nếu mà những cái series của mèo, mèo sẽ không nản đâu, nếu mà mình làm series 1 không hay thì mình sẽ làm series 2, 3, phim ngắn 1 không hay, phim ngắn 2, 3, mình sẽ làm mãi, hoài làm hoài đến khi nào các bạn phải theo dõi và yêu thích cái những cái series và những cái phim, những cái sản phẩm mà mèo làm. Thì mèo hy vọng là cái điều thứ ba này mèo làm tốt để mà boost cho cái target của điều thứ hai nó đến sớm hơn, hoặc là đến đúng hạn trong năm 2019 mà mèo đặt ra. Đó. Còn cái điều thứ tư cũng là nó cũng link với điều thứ hai thứ ba, đó là hiện tại thì mèo cũng đang theo học đạo diễn điện ảnh của trường sân khấu điện ảnh, thì là mèo sẽ muốn focus hơn vào cái công việc đạo diễn của mình. Thì dù là cũng mới học thôi nhưng mà mèo cũng đã nhận được trong nghề, tại vì mình học để mà là một cách mà hoàn thiện gọi là bằng cấp chứng chỉ, còn về khả năng và kinh nghiệm thì mèo cũng đã có rồi, nên mèo cũng đã nhận được rất là nhiều lời mời làm phó đạo diễn phim điện ảnh nha. Mèo đã nhận được lời mời làm phó đạo diễn phim điện ảnh hay là làm đạo diễn những cái phim ngắn, sitcom. Nên mèo hy vọng trong năm 2019 này sẽ là cái năm đột phá để mèo phát triển hơn ở cái công việc là ở trong công việc cũng như học tập về khía cạnh là nghề đạo diễn. Và mèo hy vọng nó sẽ góp phần cho mèo phát triển hơn về sự nghiệp cũng như là các sản phẩm mà mèo sẽ tung ra trên Phương Mèo TV để cho phục vụ cho các bạn. Và điều cuối cùng trong cái list one to do của mèo năm 2019, một cái chút xíu ít ỏi thôi, thì cái này thì chắc những các bạn mà gần gũi và thân thiết với mèo sẽ biết là mèo rất thích hay viết lách, rất thích hay viết những cái suy nghĩ của mình, làm thơ, sáng tác, viết rap, nói chung là mèo rất thích viết. Và tiền thân của mèo, sẵn đây mình chia sẻ tiền thân của mèo, mình là học sinh chuyên văn. Mèo là học sinh chuyên văn của trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Bến Tre. Và cũng may mắn là năm 2009 thì mèo được giải khuyến khích học sinh giỏi văn cấp quốc gia. Còn năm 2010 thì mèo được giải nhì học sinh giỏi văn cấp quốc gia. Thì chính chắc là vì vậy nên mèo có một chút xíu năng khiếu về viết lách, viết kịch bản. Nên mèo đang cố gắng viết, hoàn thành và ấp ủ và hy vọng năm 2019 mèo sẽ có thể ra được một quyển sách mà mèo đứng tên là tác giả. Và thật sự cái này là điều mèo đặt cuối cùng, tại vì mèo không dám chắc là mèo có thể hoàn thành nó được hay không, tại vì nó còn ảnh hưởng bởi những công việc ở công ty, công việc làm phim, công việc làm sản xuất, công việc làm những công việc khác nữa. Thì viết sách là một cái gì đó, một cái thế giới riêng, một cái mà khi mà mèo trở về phòng hay là mèo thoát khỏi những công việc thường nhật đó, mèo thả hồn mình vào những cái suy nghĩ, những cái vấn đề, những cái mà mèo muốn hướng tới trong quyển sách đó, thì mèo biết nên cái khoảng thời gian mà mèo có thể hoàn thành hay không. Thật sự là mèo không dám chắc. Nên mèo hy vọng là mèo có thể ra được sách vào năm 2019 này, và sẽ tuyệt vời hơn nếu mèo ra được sách vào tháng 10, vào ngày 27 tháng 10 là ngày sinh nhật của mèo. Đó là cái niềm ấp ủ, chờ đợi, mong mỏi. Thì hy vọng là đó là năm điều trong cái list one to do của mèo ngày hôm nay, của mèo năm nay, năm 2019, năm Kỷ Hợi. Thì mèo chia sẻ với các bạn và mèo hy vọng rằng các bạn sẽ đồng hành với mèo trong từng điều, tại vì điều nào mèo cũng cần cái sự đồng hành và ủng hộ của các bạn hết. Thì và mèo hy vọng các bạn trước khi bước vào một chặng đường năm mới, các bạn cũng sẽ đặt ra những cái list to do mà các bạn muốn làm và muốn chinh phục trong năm nay, và chúng ta sẽ cùng nhau để mà chinh phục nó nha. Các bạn có thể chia sẻ với mèo ở inbox ở fanpage của mèo là Phương Mèo, ở Facebook fan Thảo Phương, hoặc là ở comment của kênh YouTube này, để chúng ta cùng chia sẻ về cái list one to do của mèo của mình vào năm mới nha. Biết đâu list to do của các bạn sẽ là cũng có những cái điểm đồng hành với mèo, thì chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục nó vào năm 2019 nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mèo ngày hôm nay, và chúng ta sẽ gặp lại vào buổi ăn sáng ngày mai. Và ngày mai mèo sẽ nói về việc chính về cái sự chuyển đổi công việc của mèo với các bạn, chia sẻ để các bạn sẽ có thể hiểu và đồng hành với mèo thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi ăn sáng ngày mai nhé.